chiến sự Đông Âu tiếp tục có những diễn biến đáng chú ý. Các cuộc giao tranh ở chiến địa Bắc Mút miền Đông Ukraine vẫn chưa ngã ngũ khi hai bên liên tục đáp trả, đưa ra tuyên bố trái ngược đối phương. Mới đây, lãnh đạo Wagner kêu gọi Tổng thống Ukraine ra lệnh rút quân khỏi Bắc Mút khi lực lượng của họ gần như bao vây hoàn toàn nơi này. Trong khi đó, Ukraine nói giao tranh vẫn tiếp diễn, Nga đang nỗ lực siết chặt vòng vây với quân đội tinh nguyện nhất. Newsweek nhận định, thành trì Bắc Mút đứng trước nguy cơ sụp đổ khi Ukraine rút quân. Ở một diễn biến đáng chú ý khác, sau bên trong nước Nga tiếp tục đối mặt tình trạng bất ổn an ninh. Mới đây nhất là vụ nổ chỉ cách thủ đô Moscow 160 km. Thực hư ra sao? Trong khi đó, sau khi Mỹ thông báo gói viện trợ mới cho Ukraine, Nga cáo buộc Washington đang chơi một trận chiến lâu dài với nước này. Các tin tức nổi bật khác trên thế giới. Trung Quốc nói Mỹ đang tạo ra mối đe dọa hạt nhân tồi tệ nhất cho thế giới đồng thời yêu cầu Washington ngừng bán vũ khí cho Đài Loan. Tổng thống Mỹ Joe Biden đã có kết quả sinh thiết về khối mô ung thư da ở ngực. Vua Shah Đệ Tam sắp có chuyến công du nước ngoài đầu tiên trên cương vị là người đứng đầu Hoàng gia Anh. Ông Lý Hiển Dương, em trai Thủ tướng Singapore, đương nhiệm, đang cân nhắc tranh cử Tổng thống giữa lúc ông đang bị điều tra liên quan đến di trúc của cha ông, cựu Thủ tướng Lý Hoàng Diệu ngành sản xuất rượu tequila của Mexico nỗ lực đảm bảo đầu vào nguyên liệu khi nhu cầu tiêu thụ gia tăng. Mỗi ngày một câu chuyện thú vị, sau những nỗi đau mất mát vì thảm kịch động đất vừa qua, cậu bé Suri tên Nabil vừa chìm đắm trong niềm hạnh phúc khi hoàn thành giấc mơ được trực tiếp xem Ronaldo thi đấu. Đừng rơi mắt khỏi màn hình, nội dung chi tiết sẽ được gửi đến quý vị trong chương trình Thế giới hôm nay ngay sau đây. trình Thế giới hôm nay ngày 3 tháng 3 mở đầu với những cập nhật về tình hình xung đột Đông Âu. Thưa quý vị, hiện nay thành phố tiền tuyến Bakhmut, tỉnh Donetsk, Đô miền đông Ukraine tiếp tục là trận địa thảm khốc khi cuộc quyết đấu sinh tử giữa Nga và Ukraine ở đây chưa ngã ngũ. Trong diễn biến mới đây, lãnh đạo nhóm Wagner, ông Yevgeny Prigozhin kêu gọi Tổng thống Ukraine ra lệnh rút quân khỏi thành phố khi nơi này gần như đã bị lực lượng của họ bao vây hoàn toàn. Trong một video được cho là quay ở ngoại ô Bakhmut, ông Prigozhin nêu rõ các đơn vị Wagner trên thực tế đã bao vây thành phố và hiện chỉ có một lối ra khỏi nơi này. Thế gọng kìm đang dần đóng lại. Trước đó một ngày, ông Prigozhin cũng đã đăng tải một video ghi lại các chiến binh Wagner đang dương cao biểu ngữ của nhóm trên một tòa nhà gần trung tâm Bắc Mút. Có người nhảy và cầm một cây đàn guitar. Hành động này có liên quan đến biệt hiệu của họ, bởi Wagner có nghĩa là nhạc sĩ. Wagner là lực lượng dẫn đầu cuộc tấn công của Nga vào Bắc Mút, nơi có dân số trước xung đột là 75.000 người. Họ đã đạt được những tiến bộ ổn định quanh vùng ngoại ô của thành phố trong những tháng gần đây, đe dọa trực tiếp tuyến tiếp tế của Ukraine. Phía Ukraine đã bác bỏ đoạn video mới nhất của lãnh đạo nhóm Wagner, gọi đây là một phần trong chiến dịch tuyên truyền thông tin sai lệch nhằm gieo rắc sự hoảng loạn. Họ đồng thời nhấn mạnh rằng các cuộc giao tranh vẫn tiếp diễn và lực lượng Nga đang tiếp tục nỗ lực bảo vệ Bắc Mút với các đơn vị tinh nhuệ giàu kinh nghiệm nhất. CNN trích dẫn thông cáo của lục quân Ukraine đưa ra hôm 3 tháng 3 sau chuyến thăm tiền tuyến của Thượng tá Oleksandr Sisky, tư lệnh cụm lực lượng phía đông có đoạn. Moscow đã cử các đơn vị được huấn luyện tốt nhất của công ty an ninh tư nhân Wagner và các đơn vị chính quy khác thuộc Bộ Quốc phòng Nga tham gia cuộc chiến giành quyền kiểm soát Bakhmut. Giao tranh ác liệt vẫn diễn ra trong và quanh thành phố. Trong khi đó, Bộ Tổng tham mưu quân đội Ukraine cùng ngày cũng đã đưa ra thông báo, khẳng định họ đã đẩy lùi nhiều cuộc tấn công của đối phương ở Bắc Mốt và các khu định cư Vasilkivka, Dubovo, Vasilivka, phía bắc thành phố. Cũng theo bộ này, quân đội Nga trong ngày qua còn nã pháo vào các khu vực khác của tỉnh donetsk Nhất như Liman hay là Kremina và Bolohorivka thuộc Luhansk. Trên mặt trận phía nam Zaporizhia và Kherson, Bộ Tổng tham mưu Ukraine khẳng định Nga đang ở thế phòng thủ và đang điều chỉnh chiến thuật. Bộ cho biết thêm, Moscow đã nã pháo vào 15 khu định cư ở đây, khiến dân thường thương vong. Hiện Moscow chưa phản hồi về những thông tin trên. Sau nhiều tháng giao tranh quyết liệt với lực lượng Nga ở Bakhmut, các nguồn tin từ Ukraine gần đây cho biết quân đội có thể sẽ giúp quân từ từ khỏi chiến địa này. Newsweek dẫn nhận định nếu điều đó đúng sự thật, pháo đài Bakhmut đang đứng trước nguy cơ sụp đổ. Trước đó, cố vấn của Tổng thống Ukraine, ông Alexander Rodniasky, nói với CNN rằng quân đội Kiev vẫn nỗ lực duy trì chiến đấu để giữ được thành phố Bakhmut, nhưng có thể tính đến phương án rút quân trong trường hợp cần thiết. Bakhmut là một trong những điểm nóng nhất của chiến trường miền đông Ukraine trong nhiều tháng qua. Các trận chiến ở đây diễn ra vô cùng ác liệt, để nỗi thành phố này được mô tả là máy xay thịt. Nga đã xem Bakhmut là nơi có vị trí chiến lược quan trọng vì nó nằm trên tuyến hậu cần chính của Ukraine và chiếm được Bakhmut sẽ giúp lực lượng Moscow tiến quân đến các khu vực còn lại ở tỉnh Donetsk. Tổng thống Zelensky cũng từng phát biểu rằng Ukraine sẽ nỗ lực giữ vững Bakhmut nhưng không phải bằng mọi giá. Theo Newsweek, các diễn biến giao tranh gần đây cho thấy Nga đang tiến rất gần vào Bakhmut và pháo đài này đứng trước nguy cơ rơi vào tay Nga. Một chỉ huy Ukraine với bí danh Maria đã đăng tải đoạn video lên Telegram cho biết đơn vị của anh đang rút quân khỏi Bakhmut. Ngày 1 tháng 3, binh sĩ Ukraine ở Bakhmut nói với hãng tin Frank 24 rằng tôi nghĩ thành trì bảo vệ nơi này sắp sụp đổ rồi. Newsweek cho rằng nếu lực lượng Nga giành được quyền kiểm soát Bakhmut thì đây sẽ là chiến thắng lớn của họ kể từ năm 2022 đến nay. Cũng trên mặt trận miền Đông, vừa qua Ukraine đã ra lệnh sơ tán bắt buộc đối với những cư dân dễ bị tổn thương ở thành phố Kubiat thuộc tỉnh Kharkiv sau các đòn pháo kích liên tục của Nga. Tuyên bố của chính quyền quân sự thành phố Kubiat hôm 3 tháng 3 có đoạn, việc sơ tán những người bị hạn chế khả năng vận động, người khuyết tật và trẻ em cùng cha mẹ đang được tiến hành lực lượng Nga đã không ngừng pháo kích vào thành phố. Tính đến ngày 2 tháng 3, thành phố có 812 trẻ em và 724 người khuyết tật. Chính quyền cho biết thêm các tiện ích trong thành phố vẫn hoạt động bình thường và các lớp học trực tuyến cũng đang được tổ chức nhằm đảm bảo quá trình học tập cho học sinh với sự tham gia của 480 em. Lực lượng Nga đã giành quyền kiểm soát thành phố Kupiat trong giai đoạn đầu của xung đột. Ukraine thành công lấy lại nơi này sau cuộc phản công vào tháng 9. Theo đánh giá mới nhất của Viện Nghiên cứu Chiến tranh Kupiat đang nằm gần tiền tuyến, nơi các cuộc giao tranh đang diễn ra ở phía đông thành phố và cách khu vực do Nga kiểm soát khoảng 20 km. Cũng theo phía Ukraine, có gần 10.000 lính Nga đã gọi điện đến đường dây nóng Tôi muốn được sống của chính quyền Kiev để nói rằng họ muốn đầu hàng. Thông tin được Newsweek chỉ dẫn lời của một quan chức Ukraine. Người này đồng thời cho biết trong suốt một năm diễn ra cuộc chiến, Ukraine cũng tiếp nhận nhiều binh lính Nga đầu hàng và hỗ trợ cho họ, theo Công ước Geneva. Theo các quan chức Ukraine, chính xác là khoảng 9.836 binh sĩ Nga đang ở các vùng do Moscow kiểm soát đã gọi vào đường dây nóng này và bày tỏ mong muốn đầu hàng. Dự án đường dây nóng Tôi muốn được sống được điều hành bởi Trung tâm Điều phối đối xử tù binh thuộc Bộ Quốc phòng Ukraine Số điện thoại của đường dây nóng đã bắt đầu hoạt động từ tháng 9 năm ngoái nhằm kêu gọi các binh sĩ Nga và Belarus buông súng để tránh rủi ro về sinh mạng cho họ. Cũng trong tháng 9 năm 2022, Tổng thống Putin đã ban hành lệnh động viên một phần và huy động được 300.000 người nhập ngũ để chuẩn bị chiến đấu ở Ukraine. Ukraine cho biết tổng cộng đã có 14 triệu người gọi đến đường dây nóng tôi muốn sống kể từ khi bắt đầu cho đến nay, trong đó 84% của gọi là những người đến từ Nga. Các quan chức Ukraine không tiết lộ thực sự có bao nhiêu binh sĩ Nga đã đầu hàng, nhưng nhấn mạnh rằng con số đó đang ngày càng gia tăng. Chính quyền Kiev đã thực hiện theo công ước Geneva để cung cấp hỗ trợ cũng như nhu yếu phẩm cho các binh sĩ Nga và giúp họ liên lạc lại với người thân. Các quan chức cho biết Kiev cũng đã trao đổi các lính Nga đầu hàng để nhận lại những người Ukraine bị bắt giữ. Một số người Nga cũng được hỗ trợ để tị nạn Ukraine hay các nước châu Âu khác hiện Newsweek đã liên hệ với trung tâm điều phối để xin bình luận về thông tin trên. Trong khi đó, phía Nga vẫn chưa đưa ra phản hồi gì về báo cáo của Ukraine. Căng thẳng không chỉ gia tăng trên chiến trường Ukraine mà cả sâu bên trong lãnh thổ Nga. Ngày 3 tháng 3, hãng tin Newsweek cho hay một vụ nổ bí ẩn đã được báo cáo xảy ra tại một địa điểm chỉ cách thủ đô Moscow của Nga 160 km. Hiện điện Kremlin được cho là vẫn đang bối rối vì vụ việc này. Newsweek dẫn nguồn tin từ hãng thông tấn RIA cho biết vụ nổ đã xảy ra ở khu vực Kolomna gần Moscow vào tối ngày 2 tháng 3. Nguyên nhân vụ nổ vẫn chưa được xác định. Trong một số đoạn video lan truyền trên mạng xã hội, các nhân chứng đã mô tả rằng ban đầu xuất hiện âm thanh to khủng khiếp và sau đó là khói cùng ánh sáng xuất hiện. Các cơ quan khẩn cấp của Nga thông báo họ không tìm ra bất kỳ dấu hiệu nào về vụ nổ. Sự kiện này diễn ra chỉ vài ngày sau khi hãng tin Vara của Nga báo cáo về một làn sóng máy bay không người lái tấn công vào ít nhất 5 khu vực thuộc lãnh thổ Nga chỉ trong 24 giờ. Vào ngày 28 tháng 2, Nga đã tạm thời đóng cửa không phận thành phố Saint Petersburg. Trong khi đó, cơ quan năng lượng của thành phố Moscow cho biết vụ nổ ở Kolomna phát ra từ trên không. Nhưng hiện tại không có gì chắc chắn vì vẫn chưa tìm thấy được bất kỳ mảnh vỡ nào xung quanh đó. Newsweek cũng chưa thể xác nhận độc lập các thông tin trên. Chuyển sang một số tin tức đáng chú khác về xung đột Đông Âu. Hôm 3 tháng 3, Bộ Ngoại giao Nga tuyên bố việc Mỹ vừa cung cấp thêm gói viện trợ quân sự cho Kiev đã thể hiện rõ là Washington có một kế hoạch lâu dài nhằm chống lại Moscow. Bản tuyên bố của Bộ Ngoại giao Nga viết, ngay khi cuộc chiến trong một năm, Mỹ tung ra gói viện trợ quân sự 2 tỷ đô la Mỹ cho Ukraine, trong đó bao gồm các máy bay không người lái, đạn dược cho hệ thống pháo HIMARS, hệ thống pháo tự hành laser, đạn 155mm, thiết bị giả phá bom mìn và vũ khí chiến tranh điện tử. Washington không hề che giấu một sự thật là họ muốn tăng cường sức mạnh cho quân đội Ukraine để theo một trận chiến lâu dài. Theo Bộ Ngoại giao Nga, Mỹ và các đồng minh NATO muốn thực hiện kế hoạch địa chính trị nhằm hủy hoại Liên bang Nga thông qua việc cung cấp vũ khí cho Ukraine và huấn luyện cho binh sĩ nước này. Mỹ và NATO chuyển giao vũ khí công nghệ cao cho quân đội Kiev cũng là để thử nghiệm các phát minh của họ. Bộ này cũng cho rằng Washington tuyên bố hạn chế cung cấp vũ khí cho nước khác để dồn lực chuyển cho Ukraine. Bộ Ngoại giao Nga cáo buộc các binh sĩ Ukraine dùng vũ khí của Mỹ để tấn công vào thường dân và các tù nhân chiến tranh. Cùng ngày, Tổng thống Volodymyr Zelensky đã bày tỏ niềm tin mạnh mẽ dành cho Latvia khi quốc gia đồng minh này cam kết bổ trợ Ukraine trong việc buộc Nga chịu trách nhiệm pháp lý cho các tội ác chiến tranh đã gây ra. Trong buổi họp báo chung với người đồng cấp Latvia, E.J. Levis, ở tỉnh ERP, ông Zelensky nói rằng, ngay trước khi xung đột với Nga bùng nổ, Latvia cũng đã bắt đầu giúp đỡ Ukraine chúng tôi bằng cách cung cấp hỗ trợ quân sự và hệ thống phòng không Stinger. Động thái của Latvia đã cho thấy sự đồng lòng của toàn bộ châu Âu đối với việc hỗ trợ cho Ukraine trong cuộc chiến chống lại Nga. Ông Zelensky nói thêm, đồng thời chia sẻ, là một luật sư có kinh nghiệm cũng như làm nhiều việc với các cơ quan của châu Âu và tổ chức quốc tế. Tổng thống Levis cùng Latvia sẽ có đủ khả năng để buộc người Nga phải chịu trách nhiệm cho những gì đã gây ra ở Ukraine. Về phần mình, ông Levis cho biết đây là lần thứ ba ông đến thăm Ukraine kể từ khi cuộc chiến nổ ra. Ông nói, chúng tôi sẽ hỗ trợ cho Kiev cho tới khi nào còn có thể. Các bạn đang chiến đấu cho tự do và các giá trị của châu Âu. Ukraine có quyền tự do để bước vào các liên minh an ninh, bao gồm cả NATO. Trong cuộc hội đàm, hai nhà lãnh đạo đã cùng ký vào tuyên bố chung nhằm xác định sự hỗ trợ của Latvia sẽ đồng hành cùng Ukraine trong suốt quá trình nước này hội nhập vào châu Âu và Đại Tây Dương. Đồng thời cả hai cũng thảo luận về các biện pháp gia tăng sức mạnh cho quân đội Kiev. Cuộc đối thoại của hai tổng thống Latvia và Ukraine diễn ra trong bối cảnh chính quyền Kiev đang hợp tác chặt chẽ với Tòa án hình sự quốc tế ICC để tạo ra các bộ hồ sơ có đủ bằng chứng buộc tội Nga đã gây ra cuộc chiến bất hợp pháp ở Ukraine. Chuyển sang các tin tức quốc tế đáng chú ý khác, Mới đây, người phát ngôn bộ ngoại giao Trung Quốc bà Mao Ninh đã lên tiếng khẳng định rằng Mỹ là nguồn cơn của các mối đe dọa hạt nhân cho thế giới, do đó nước này phải suy xét lại chính sách an ninh của mình. Bà Mao Ninh đưa ra tuyên bố, Washington đang gây ra mối đe dọa cho toàn cầu. Vì vậy quốc gia sở hữu vũ khí hạt nhân này phải thực hiện nghĩa vụ giải trừ vũ khí. Mỹ phải giảm đi vai trò của vũ khí chiến thuật trong chính sách an ninh quốc gia của mình, đồng thời giảm thiểu các rủi ro hạt nhân. Bà Mao cũng nhấn mạnh rằng, việc cáo buộc Trung Quốc gia tăng vũ khí hạt nhân là cái cớ để Mỹ mở rộng thêm các kho vũ khí hạt nhân của mình. Đầu tháng 2, tạp chí World Street Journal trích dẫn nguồn tin từ Bộ Chỉ huy Hoa Kỳ cho biết, quân đội Bắc Kinh đang sở hữu số lượng tên lửa xuyên lục địa, ICBM, nhiều hơn cả Washington. Do đó, các nhà lập pháp Mỹ đã công khai kêu gọi chính quyền Tổng thống Biden gia tăng thêm tiềm năng hạt nhân để đối phó với Trung Quốc và Nga. Trong khi đó, Trung Quốc cũng lên tiếng phản đối mạnh mẽ kế hoạch bán vũ khí của Mỹ cho đảo Đài Loan, qua đó kêu gọi Washington ngừng ngay lập tức động thái này. Ông Tan Kefi, phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Trung Quốc hôm 3 tháng 3 nói, chúng tôi yêu cầu Mỹ ngừng bán vũ khí cho Đài Loan, ngừng liên lạc quân sự với khu vực này, cũng như không can thiệp vào vấn đề Đài Loan và làm trầm trọng thêm căng thẳng trên eo biển Đài Loan. Vị quan chức nhấn mạnh, việc Mỹ bán vũ khí cho Đài Loan là sự can thiệp thô bạo vào công việc nội bộ của Trung Quốc vi phạm nghiêm trọng nguyên tắc một Trung Quốc và các điều khoản trong ba thông cáo chung Mỹ Trung. Quân đội Trung Quốc luôn sẵn sàng chống lại mọi hành động khiêu khích và can thiệp từ bên ngoài, kiên quyết bảo vệ chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ. Ông Tan Kefi bổ sung. Bình luận được phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Trung Quốc đưa ra sau khi Bộ Ngoại giao Mỹ hôm 1 tháng 3 thông báo duyệt bán tên lửa đối không và tên lửa diệt radar trị giá 619 triệu đô la Mỹ cho đảo Đài Loan. Hiện Quốc hội Mỹ đang xem xét thử vụ này, nếu được thông qua, hợp đồng sẽ được trình lên Tổng thống Joe Biden ký duyệt. Trung Quốc luôn coi Đài Loan là một phần lãnh thổ chờ thống nhất. Tại Mỹ, Hội nghị Hành động Chính trị Bảo thủ CPAC của các thành viên Đảng Cộng Hòa đã tổ chức một sự kiện với sự tham gia của các nhân vật có sức ảnh hưởng. Các diễn giả đã lên tiếng cảnh báo chủ nghĩa tự do thức tỉnh đang gây nguy hiểm đến trẻ em Mỹ và có thể dẫn đến thế chiến thứ ba. CPAC là nơi tập hợp các doanh nhân và chính trị gia vừa mang tư tưởng bảo thủ, vừa có sức ảnh hưởng trên thế giới. Sự kiện thường niên của CPAC năm nay được tổ chức tại bang Maryland gần thủ đô Washington. Nhiều diễn giả tham gia đã bày tỏ sự ủng hộ về việc cựu Tổng thống Donald Trump tham gia tranh cử vào năm 2024. Ông Trump cũng sẽ có bài phát biểu tại hội nghị này trong ngày 4 tháng 3. Các đảng viên Cộng hòa nổi bật như Thượng nghị sĩ Marco Rubio, cựu Phó Tổng thống Mike Pence và Thống đốc bang Florida Ron DeSantis không tham dự hội nghị năm nay nữ dân biểu Marjorie Taylor Greene, người đã luôn phản đối chính quyền Biden cung cấp viên trợ Ukraine, đã phát biểu tập trung vào chủ đề bản dạng giới của con người. Bà Greene cho rằng Đảng Dân Chủ đang gây nguy hiểm cho trẻ em Mỹ bằng cách cho phép dùng biện pháp y tế để thay đổi giới tính. Con trai cả của ông Trump đã quảng bá cho chiến dịch tranh cử của bố mình. Ông Donald Trump Jr. nói rằng, bố của tôi là ứng cử viên duy nhất không nhận được bất kỳ lợi đặc biệt nào khi tranh cử và có lý do thì tầng lớp tỷ phú và các chính trị gia bảo thủ mới ủng hộ cựu tổng thống Trump bởi vì họ cần ai đó lắng nghe những lời kêu gọi của mình. Trong khi đó, cựu thống đốc bang South Carolina, bà Nikki Haley nói rằng, hãy cứu đất nước của chúng ta khỏi sự suy yếu và cái gọi là văn hóa thức tỉnh, hãy mang lại một quốc gia mạnh mẽ và đáng tự hào. Bên cạnh đó, ông Steve Bannon cũng là cố vấn chiến lược của ông Trump đã có những phát biểu về tận thế. Ông nói: đây là thời điểm nguy hiểm nhất trong lịch sử thế giới kể từ cuối những năm 1930. Giới tinh hoa đã gây ra các cuộc khủng hoảng chính trị và kinh tế cùng một lúc. Sự hội tụ của hai cuộc khủng hoảng này sẽ dẫn đến chiến tranh thế giới lần thứ ba. Thưa quý vị, nguồn gốc của COVID-19 một lần nữa trở thành chủ đề nóng khi vừa qua Cục Điều tra Liên bang Mỹ nói các bệnh này có thể bắt nguồn từ phòng thí nghiệm Vũ Hán. Bắc Kinh ngay lập tức bác bỏ cáo buộc. Trong khi đó, mới đây Tổ chức Y tế Thế giới WHO cho biết họ đang tiếp tục làm việc để tìm ra câu trả lời cho vấn đề này. Tổng Giám đốc WHO, ông Terod Adhanom Ghebreyesus cho biết hôm 3 tháng 3, tôi đã hội đàm với các nhà chức trách cấp cao của Trung Quốc nhiều lần, gần đây nhất là cách đây vài tuần. Cho đến lúc này, tất cả giả thuyết về nguồn gốc của COVID-19 vẫn đang được nghiên cứu. Chúng tôi không từ bỏ bất kỳ nỗ lực nào nhằm xác định rõ vấn đề này. Trong khi đó, bà Maria Van Kerkhove, Trưởng nhóm kỹ thuật về COVID-19 của WHO kêu gọi các quốc gia, tổ chức và nhóm nghiên cứu chia sẻ với cộng đồng quốc tế bất kỳ thông tin nào về nguồn gốc COVID-19. Theo nữ chuyên gia, một điều quan trọng khác cần thực hiện hiện nay là phải xác định các loại coronavirus có khả năng truyền nhiễm qua động vật và cách con người tiếp xúc với những con vật này. Theo thông tin từ Reuters hôm 3 tháng 3, bác sĩ Nhà Trắng Kevin O'Connor đã thông báo kết quả sinh thiết của Tổng thống Mỹ Joe Biden hồi tháng 2. Phần tổn thương ngoài da đã được lấy từ ngực của Tổng thống là ung thư biểu mô tế bào vẩy, một dạng ung thư da phổ biến và chúng đã được loại bỏ thành công. Bác sĩ O'Connor cho biết, Tổng thống Biden sẽ tiếp tục theo dõi da liễu như một phần của việc chăm sóc sức khỏe, nhưng các mô ung thư da đã được điều trị hoàn toàn. Tháng trước các bác sĩ đã khẳng định ông chủ Nhà Trắng năm nay 80 tuổi vẫn đủ sức khỏe để đảm đương chức vụ Tổng thống. Theo bác sĩ O'Connor, các vết biểu mô ung thư của ông Biden không có khả năng lan rộng hơn hay di căn. Vị bác sĩ nói, vị trí sinh thiết đã được chữa lành. Tổng thống Mỹ Joe Biden hiện vẫn để ngỏ khả năng liệu ông có tiếp tục tham gia tranh cử cho nhiệm kỳ thứ hai vào năm 2024 hay không. Nhiều ý kiến cho rằng ông không có đủ sức khỏe để đảm nhiệm vị trí lãnh đạo nước Mỹ. Đài CNA cùng ngày đưa tin ông Lý Hiển Dương, em trai của Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long, đã cân nhắc tranh cử Tổng thống trong một cảnh ông và vợ đang bị điều tra với cáo buộc đưa ra bằng chứng giả trong quá trình thực hiện di trúc của cha ông, cựu Thủ tướng Lý Quang Diệu. Trong cuộc phỏng vấn với Bloomberg hôm 3 tháng 3, ông Lý Hiển Dương nói ông có thể sẽ tham gia cuộc bầu cử Tổng thống Singapore được tổ chức vào cuối năm nay. Tổng thống đương nhiệm Halimah Yacob sẽ hết nhiệm kỳ 6 năm vào tháng 9 tới. Ông Lý Hiển Dương đề cập đến Đảng Hành động Nhân dân PAP cầm quyền trong cuộc phỏng vấn rằng nhiều người đã nói chuyện với tôi, họ muốn tôi tranh cử và hiện tôi đang cân nhắc. Nếu tôi ra tranh cử, PAP sẽ đối mặt với nhiều thách thức và có thể thất bại. Văn phòng Thủ tướng Lý Hiển Long chưa phản hồi về thông tin trên. CNA dẫn nhận định của các luật sư cho biết, ông Lý Hiển Dương có thể không đáp ứng được các tiêu chí của một ứng cử viên vì ông đang bị điều tra. Ông Lý Hiển Dương là một trong ba người con của cố thủ tướng Singapore Lý Quang Diệu. Ba anh em nảy sinh mâu thuẫn liên quan đến ngôi nhà cổ của gia đình sau khi cha qua đời vào năm 2015. Singapore là quốc gia theo chế độ nghị viện với quyền lực chủ yếu thuộc về chính phủ và thủ tướng, trong khi tổng thống là chức vụ mang tính nghi lễ. Thưa quý vị, vua Jacques Đệ Tam tới đây sẽ cùng vợ là vương hậu Camilla có chuyến công du nước ngoài đầu tiên trên cương vị là người đứng đầu Hoàng gia Anh đến Đức và Pháp. Thông tin được Reuters trích dẫn lời của đại sứ Anh tại Đức cho biết, đại sứ Anh tại Đức bà Jean-Claude nói chuyến đi này sẽ làm sâu sắc hơn tình bạn thân thiết giữa Vương quốc Anh với Đức và Pháp. Tuy nhiên các nước đang đối mặt với những thách thức mà phải cùng nhau giải quyết, đó là lý do tại sao tình hữu nghị và mối quan hệ song phương sẽ được chú trọng hơn cả. Theo kế hoạch, Vua Jacques sẽ đến thăm Pháp từ ngày 6 đến 29 tháng 3, tham gia các hoạt động cùng Tổng thống Emmanuel Macron như dự tiệc triệu đãi cấp nhà nước dự lễ tưởng niệm tại Khải Hoàn Môn, cũng như có bài phát biểu trước các nghị sĩ tại Thượng viện Pháp. Tại Đức, từ 29 đến 31 tháng 3, người đứng đầu Hoàng gia Anh sẽ gặp Tổng thống Frank Walter Steinmeier, phát biểu trước Quốc hội Đức và gặp gỡ những người tị nạn Ukraine. Vua Jacques lên ngôi sau khi mẹ ông, nữ hoàng Elizabeth đệ nhị băng hà hồi tháng 9 năm ngoái. Lễ đăng quang của ông sẽ được cử hành vào ngày 6 tháng 5 tới đây tại nhà thờ mộ thánh ở Jerusalem các linh mục đã rước bình dầu thánh để chuẩn bị cho lễ đăng quang của vua Jacques vào tháng năm này hình ảnh được phóng viên Reuters ghi nhận Đức Trần phước Theophilos đệ Tam thượng phụ chính thống giáo Hy Lạp ở Jerusalem và Đức tổng giám mục giáo phận Anh ở Palestine Hosam Naum đã dâng thánh lễ và làm phép bình dầu thánh công điện Bắc Kỳ Ham thông tin dầu thánh có mùi thơm của tinh dầu vừng, hoa hồng, hoa nhài, quế, dầu hoa cam và berin. Tương tự như bình dầu thơm được sử dụng trong lễ đăng quang của nữ hoàng Elizabeth quá cố cách đây 70 năm. Đây cũng là công thức đã được hoàng gia Anh sử dụng trong suốt hàng trăm năm qua. Đây là dấu chỉ kết nối của hoàng gia vương quốc Anh, cụ thể hơn là vua Jacques với thành thánh Jerusalem, quê hương của các kỳ tù hữu dầu này đã được thánh hóa bởi lời cầu nguyện và mình máu Chúa cứu thế, Chúa chúng ta, Ngài ban phước lành cho Tân Vương và bảo vệ đất nước. Dầu thánh sẽ được sức cho vua Charles khi ông và vương hậu Camilla làm lễ đăng quang tại tu viện Westminster ở London vào ngày 6 tháng 5 tới. Đây cũng là nghi thức thiêng liêng nhất của lễ đăng quang, cùng với việc trao vương miện và ngồi trên ngai vàng. Dầu thánh được làm bằng dầu ô liu, thu hoạch từ khu rừng trên núi ô liu ở Jerusalem, gần tu viện Mary Magdalene, nơi ăn nghỉ của bà ngoại vua Jacques và công chúa Alice của Hy Lạp. Ở Mỹ, lượng mưa và tuyết rơi kỷ lục trong vài tuần gần đây đã giúp một nửa tiểu bang California thoát khỏi tình trạng hạn hán kéo dài trước đó. Tuyết tại các đỉnh núi đã dày thêm và có thể trở thành nguồn nước trong mùa hè. Theo cơ quan tài nguyên nước của bang California, vào ngày 3 tháng 3, tuyết đã dày gấp đôi trên núi Sierra Nevada. Các khối tuyết dày và ẩm ướt có nghĩa là chúng chứa khoảng 170% lượng nước trong đó. Cơ quan này cho biết qua được khảo sát, tuyết ở gần Nam Hồ Tahoe dày đến 295cm, tương đương với 177% lượng nước trung bình của tháng 3 đến tháng 4 hàng năm. Quản lý của cơ quan tài nguyên nước, ông Deguman nói rằng, đây là một điều tốt lành, chúng ta có thể vui mừng khi tuyết rơi dày thế này. Băng tuyết lương được xem là hồ chứa nước rộng lớn nhất của bang California vì băng tan sẽ lấp đầy nước cho các con sông và suối. Lượng tuyết rơi và mưa kỷ lục đã diễn ra trong những cơn bão mùa đông kéo dài từ tháng 12 năm ngoái đến tháng 2 năm nay và California đang dần thoát khỏi tình trạng hạn hán. Chỉ 3 tháng trước, nhiều khu vực của California đã phải trải qua tình trạng khô hạn tồi tệ khiến các con sông lớn bị thu hẹp lại thấy rõ. Kể từ năm 2000, tiểu bang của nước Mỹ đã phải đối mặt với bốn đợt hạn hán nghiêm trọng, ảnh hưởng đến mùa màng và đời sống hoang dã. Trước tình hình tiêu thụ rượu tequila ngày càng tăng, đặc biệt ở thị trường châu Âu và Bắc Mỹ, Chủ tịch Phòng Công nghiệp Sản xuất Tequila Mexico khẳng định quốc gia vẫn đảm bảo nguồn nguyên liệu đầu vào và duy trì chuỗi cung ứng sản phẩm ra thị trường quốc tế. Ông Luis Fernando Felix, Chủ tịch Phòng Công nghiệp Sản xuất Tequila Mexico, trong cuộc họp báo ở thủ đô Mexico City đã lên tiếng trấn an rằng dây chuyền sản xuất tequila vẫn được đảm bảo khi các nông trại có đủ sản lượng cây thùa thu hoạch hàng năm, loại nguyên liệu chính làm ra thứ rượu chứ danh thế giới. Theo dữ liệu từ Hội đồng Quản lý Tequila Quốc gia, sản lượng rượu xuất khẩu sang Anh, Đức, Pháp và Tây Ban Nha đã tăng trung bình 60% năm 2021 và nhảy vọt lên 73% năm 2022. Theo công ty nghiên cứu thị trường Bernstein, giá cây thùa thô vào khoảng 5 đến 7 peso Mexico, khoảng 0,3 đô la Mỹ 1 kg trong gần 20 năm qua đã tăng vọt lên 30 peso Mexico vào cuối năm qua. Đó cũng là một trong những nguyên nhân khiến các nhà phân phối và thị trường châu Âu lo ngại rằng nguồn đầu vào nguyên liệu ở Mexico đang bị thiếu hụt và giá rượu có thể tăng cao trong tương lai. Theo Reuters, các nhà khảo cổ học Thụy Điển vừa phát hiện một kho gia vị có thể nói là độc nhất vô nhị khi được bảo quản gần như nguyên vẹn suốt hơn 500 năm qua trên xác của một con tàu hoàng gia bị đắm ngoài khơi bờ biển Baltic. Những gia vị được tìm thấy trên xác của con tàu Griphan gồm nghệ tây, hạt tiêu, đinh hương, gừng và nhiều loại thực phẩm khác thuộc quyền sở hữu của vua Hans người ca trị Đan Mạch và Na Uy thế kỷ 15. Con tàu được cho là đã bốc cháy và nằm lại ngoài khơi bờ biển Ronneby Năm 1495, khi nhà vua dự một cuộc họp chính trị quan trọng ở Thụy Điển, xác tàu được các thợ lặn phát hiện vào năm 1960, nhiều cuộc khai quật diễn ra trong những năm gần đây, các nhà khoa học chưa thể xác định chính xác các gia vị đã được bảo quản bằng cách nào suốt hơn 500 năm qua. Biển Baltic có lượng oxy thấp, nhiệt độ và độ mặn ở mức thấp, vậy nên các vật chất hữu cơ được bảo quản tốt ở một độ sâu nhất định. Đó là điều khác biệt của vùng biển này so với các nơi khác trên trái đất. Nhưng rõ ràng việc tìm ra những nguyên liệu như thế này còn nguyên vẹn sau hơn 5 thế kỷ quả là điều phi thường. Fortley và các đồng nghiệp sẽ tiếp tục những cuộc tìm kiếm với hy vọng phát hiện ra nhiều hiện vật tương tự trong tương lai. Vùng Caspian và Biển Đen cũng là những khu vực có môi trường tốt để bảo quản xác tàu đắm. Đến với các thông tin thể thao, trong trận chung kết sớm giải quần vợt ATP 500 Dubai Championship ở các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất. Daniel Medvedev đã khiến tay vợt số một thế giới Novak Djokovic nhận trận thua đầu tiên ở mùa giải năm nay. Nhanh đấu đã đưa hai ứng viên vô địch Novak Djokovic và Daniil Medvedev gặp nhau ở bán kết Dubai Championship năm nay. Djokovic tay vợt số một thế giới người Serbia vẫn xuất sắc trong khả năng đỡ ra bóng một nhưng tay vượt người Nga Medvedev lại tận dụng tốt những cơ hội giành break point. Hai bàn bẻ giá bóng trong ván đầu và break sớm trong ván 2 là đủ để Medvedev giành chiến thắng sau hai ván với cùng điểm số 6-4 sau 1 giờ 36 phút thi đấu. Chỉ tính trong ván quyết định, Medvedev có 3 tình huống giao bóng ăn điểm trực tiếp, trong khi Djokovic mắc đến 11 lỗi đánh hỏng. Hạt giống số 3 chỉ còn cách một trận đấu nữa để giành danh hiệu ATP Tour thứ 3 ở mùa giải năm nay chung kết Dubai League 2023 sẽ là trận đấu toàn Nga. Khi ở trận bán kết còn lại, đồng hương của Medvedev, Andrei Rublev, hạt giống số 2 cũng vượt qua Alexander Zverev người Đức, sau hai ván với số điểm 6-3, 7-6. Sau đây thì hãy cùng với chúng tôi làm quen với Nabil Shahid, một cậu bé người Syria đến từ khu vực chịu ảnh hưởng bởi thảm họa động đất hồi đầu tháng 2. Cậu bé này thì mới đây đã thỏa ước mơ được xem thần tượng Cristiano Ronaldo thi đấu khi có mặt trên khán đài của trận đấu giữa Anas và Anbatin tại thủ đô Riyadh, Ả Rập Xê Út. Trong trận động đất kinh hoàng ở miền Nam Thổ Nhĩ Kỳ và miền Bắc Syria hồi đầu tháng 2, cậu bé Nabin Said đã bày tỏ nguyện vọng tham gia đội cứu hộ tình nguyện giúp đỡ các nạn nhân. Hành động của cậu bé nhanh chóng được lan truyền trên Twitter. Tuki Alashin, Chủ tịch cơ quan giải trí tổng hợp Ả Rập Xê Út đã liên lạc với người nhà cậu bé và đề nghị gửi một món quà cho lòng dũng cảm vì mọi người. Raid bày tỏ ước mơ lớn nhất là được trực tiếp xem thần tượng Cristiano Ronaldo thi đấu. Điều ước đã trở thành hiện thực khi cậu bé và mẹ được chính ông Turkey Alasin mời đến Ả Rập Xê Út. Câu lạc bộ Anas mà Ronaldo đang thi đấu cũng đang video chào mừng Raid đến với đội bóng cháu không thể tin vào mắt mình khi trực tiếp thấy Cristiano Ronaldo thi đấu dưới sân bầu không khí ở đây thật tuyệt cháu chưa bao giờ được chứng kiến cảnh tượng như vậy cháu nghĩ mình thật may mắn cháu hy vọng nhiều bạn trẻ khác ở Surrey cũng sẽ được xem Ronaldo thi đấu như vậy hơi đáng tiếc khi thần tượng Ronaldo của Shored đã không ghi bàn tuy nhiên cổ động viên Anas đã có trận đấu đáng nhớ khi đội bóng áo vàng xanh giành chiến thắng ngược dòng 3-1 kịch tính trong những phút bù giờ câu chuyện về cậu bé suri với giấc mơ được gặp thần tượng ronaldo của mình vừa rồi đã khép lại chương trình thế giới hôm nay của chúng tôi cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị xin kính chào và hẹn gặp lại